Sự kiện 1.000 CEO là sự kiện kết nối cộng đồng được tổ chức hàng năm, quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp và chủ đầu tư cùng học hỏi, kết nối, tạo điều kiện để nhân bản mô hình kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, những bài học thiết thực để cùng phát triển bền vững. Sự kiện năm nay vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước sang lần thứ 8 tổ chức, sự kiện 1.000 CEO năm 2024 mở rộng về quy mô lẫn hình thức tổ chức. Doanh nghiệp Mỹ với hơn 200 CEO tham dự, chiếm số lượng lớn trong tổng số doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến sự kiện năm nay. Đây là một cái cơ hội vàng mà Việt Nam sẽ có thể mở rộng trong khoảng từ 5 đến 10 năm nữa. Thời điểm phái đoàn về đây là một cái thời điểm rất là tốt để mình có dịp kết nối và giúp đỡ hai bên. Tổ chức một cái sự kiện để mà giúp những cái kết nối những cái doanh nghiệp trẻ, mà chúng ta làm như thế nào để mà giúp nhau chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái gì mới và những cái cơ hội. Chuỗi sự kiện diễn ra trong 5 ngày với đa dạng hoạt động, hội thảo, tọa đàm, tham quan doanh nghiệp và các dự án lớn của Việt Nam. Chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch sau sự kiện để nó chuyển hóa những cái MOU rồi những cái bước đầu đấy để nó trở thành thực chất và nó trở thành những cái kết quả cụ thể. Năm nay thì chúng tôi lại có thêm một cái sứ mệnh mới nữa và đi kèm một cái bối cảnh mới, đó là hỗ trợ người Việt ở nước ngoài quay về Việt Nam đầu tư và kinh doanh. Tôi đang rất nỗ lực bằng những cái công sức nhỏ bé của mình thôi. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh Ngân hàng Thế giới WB mới đây đã nâng dự báo GDP của Việt Nam trong năm 2024 lên 6,5%, tăng cao hơn mức 5,5% được dự báo hồi tháng 4 năm nay. Sự linh hoạt trong chính sách điều hành của chính phủ thời gian qua, mà điển hình là luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cũng đang mở ra nhiều cơ hội mời gọi đầu tư vào điểm sáng Việt Nam trong thời gian tới.